Vâng, hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Mình là ghi hình ở đây một chút đoạn video về xem bà con mua bán vải ở cái khu vực đây thuộc Tân Hoa quý vị ạ. Đường quốc lộ 279 quý vị nhé. Và hôm nay là ngày 11 tháng 6 2023, ngày 24 tháng 4 âm lịch quý vị nhé. Mình xem ở đây mình cũng duy nhất là có một cái điểm ngân hàng vải Thanh Hà, chắc là Trung Quốc. Bán được bao nhiêu? 17 à. Mình xem bà con ở đây bán xem thế nào ở cái điểm này đây. Mình ghi hình một điểm này thôi. Con vải Thanh Hà. Đây đang quay đây. Đang quay đây. Cái này bao nhiêu này? 2 đồng à. Tao xin cái phiếu với xem. Còn đây 20.000 nhá, là hậu thu cân vải tươi các bạn nhá. Đây. Cảm ơn nhé. Hậu thu đây khu vực Tân Hoa đây, điểm này cũng cân hàng cao quý vị nhé. Đây bà con đang bán này, anh em đang khiêng sọt này. Kênh Xuân Muộn TV. Hả? Xuân Muộn TV. YouTube có. Có chính YouTube. Chủ yếu YouTube thôi. Bán vải không mày? Tên gì nhỉ? Giá bao nhiêu nhỉ? 16.000. Xuân Muộn TV à? Vâng. Có tí về đăng video là khả năng đang lên kênh Xuân Muộn TV2 nhá. Căn bản mình có 2 kênh video đăng lên kênh Xuân Muộn TV2 nhá. Đây một điểm duy nhất ở đây thôi. Giá thì lên quanh khoảng 20.000, vải từ trên mình cho đến 20.000, vải khá là đẹp, đỏ chót. Được bán rồi cứ chờ thôi, bao giờ đến lượt thì được. Của mình là bao nhiêu đấy? 18k. Đây 18.000 này, vải của anh được 18.000. Cảm ơn nhé. Và mình xem giờ này là anh em bà con là có phiếu hết rồi, chỉ chờ cân thôi. Bao nhiêu này được mấy chục? 15k. Rồi nói chung là cũng tạm ổn rồi. Trên 10.000. Vâng, trên 10.000 là sống rồi. Mấy ngày vừa rồi, hôm nọ nó toàn tắc đường thì nó mới ấy thôi. Thế 7-8.000. Nói chung là cứ trên 10.000 trở lên là ổn rồi. Ở đây có từ 15.000, 16, 17.000 ví dụ nha, 18-20.000. Cao giá bây giờ thì xem thực tế nó như thế nào chứ. Giờ đi quay hàng Trung Quốc. Anh đây, anh em đang nhặt vải trong này này. Đây mình nghĩ chắc là hàng Trung Quốc rồi. Và đây chỉ một điểm duy nhất ở đây đóng xốp đây thôi. Bác. Này bán bao nhiêu đây? 16 à? 16.000. Đi rồi. Đi rồi. Có phải ra là cho mà. Không có đâu. Ra nhà thằng nào đấy. Thôi.
kênh Xuân Muộn TV. Xuân Muộn. Video này, nhưng mà video đăng lên trên kênh Xuân Muộn TV 2 nhé. Các bạn mình có hai kênh. Thì mày nói 30 thế nào mày? 30 12 cân. Bài mày đẹp phết nhỉ. Xuân muộn. Sớm muộn đấy. Mày em gọi đấy. Kệ chứ. Mỗi người một tên chứ. Thế nó mới độc chứ. Vừa đây anh em đang nhặt vải hàng Trung Quốc quý vị nhé, để mà thuộc ở Tân Hoa rồi, ở đường Thanh Văn cái gì đấy, khu đó. Mình bán bao nhiêu anh? 18 à? Ok rồi, thế là tạm ổn rồi. Và cứ được gần 20.000, từ 15.000 trở lên là có thể sống được. Từ nó dưới 10.000 nghe có vẻ nó ấy lắm luôn. Còn từ khoảng 15.000 trở lên này là được rồi. Ấy, bao nhiêu đấy? 15. Tiếng này, tiếng hồ ấy chứ cần đấy. Có phiếu đây cứ chờ thôi. Còn hơn là đi tắc đường. Có phiếu đây cứ chờ đây bán. Không đông rồi, ít vải rồi. Dưới kia bây giờ thoáng lắm. Hôm nó đi nhiều điểm cân lắm. Bây giờ từ Đồng Cốc dưới kia bây giờ một số vẫn sò nào ra là vẫy sò đây là mầm. Dọc lên thấy nhiều điểm hơn rồi. Nhiều điểm cân lắm. Bây giờ nó nhiều điểm cân hơn trước rồi. Mấy ngày vừa rồi nó giá nó trở ổn định. Và đây là hàng Trung Quốc quý vị nhé. Ở bên kia có một cái xe đang cần bên kia. Chắc là xe hàng bò quý vị nhé. Mình thử sang xem bác bên này bác bán như thế nào đây. Chào bạn nhé. Mình mua hàng loại bao nhiêu tiền? Tiền. Tiền. Vâng, thế cũng được. Mình mua là bo về đâu đóng chứ không? À, Giáp Sơn. Hạ Long Giáp Sơn. Vâng, bạn ấy mua vải về chỗ điểm Hạ Long Giáp Sơn đóng điểm ở đó quý vị nhá, giá 16, 15, 16, 17, 18 nghìn. Và Thanh Hà đó quý vị nhá. Cái này sao chưa nhặt ra đang ấy, đang đợi à? Em đi em vẫn nói mà sao đường thì nhỏ mà người thì đông. Em vẫn nói suốt đấy. Đường thì nhỏ mà lại nhiều người cứ phụ vải này thì không cần phụ vải, lưu lượng giao thông của quốc lộ 31. Nhưng mà cũng đông mà, kể cả nó vụ bình thường khi đi thấy đông lắm. Vâng, Thanh Hà bây giờ đang vào bắt đầu chính vụ rồi quý vị nhá, quả bắt đầu đỏ chín nó cũng căng rồi, giống Thanh Hà nó chỉ được vậy thôi. Nắng rồi về làm việc thôi. Ở đây có cả những xe hàng chợ cũng có đấy quý vị nhá, ở đây khu vực xe hàng chợ cũng có kìa. Múc thêm gì thoải mái hơn.
Rồi mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đây nhé. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi cái video của mình.